soạn văn bản, đặc biệt là bạn chỉnh được ở trong cái khung chứa chữ nha các bạn. Ví dụ như mình có đoạn văn bản như vậy ha, thì đầu tiên ngay phía trên là bạn là các loại canh chữ. Loại canh này các bạn thì làm sao mà mình biết, các bạn không cần nhớ tên bởi vì các bạn chỉ cần nhìn theo cái hình mẫu là các bạn sẽ biết nó canh như thế nào. Cái đầu tiên mình nói cái đầu tiên từ bên trái qua ha, cái này được gọi là canh, cái này được gọi là canh lề trái, cái này là canh giữa, các bạn thấy nè, nó sẽ canh theo cái trục giữa này. Bên đây được gọi là canh phải nha bạn ha, cái này được gọi là canh đều lề trái. Canh đều là sao các bạn, có nghĩa là trong cái khung chứa chữ này của các bạn thì nó sẽ canh theo lề trái và canh theo lề phải. Nhưng mà lề trái là cái gì các bạn, là cái dòng cuối cùng nha. Ví dụ bây giờ mình mở rộng thêm chút xíu nữa, các bạn thấy nè, cái dòng cuối cùng này các bạn ha, thì nó sẽ đi theo lề nào bây giờ, thì AI ở đây họ sẽ ưu tiên họ chọn canh theo lề trái, dòng cuối cùng nha. Rồi cái này là canh đều giữa, canh đều lề phải, và cái mà tưởng ok nhất mà thật sự nó tào lao nhất ha, mình gần như là ít dùng nhất các bạn, đó là cái này nè. Cái này gọi là canh đều hết á, bởi vì khi đó ví dụ như cái dòng cuối cùng các bạn chữ nó có hai từ à, thì AI sẽ tự động chêm cho các bạn những cái khoảng cách ký tự này, cho bạn những cái khoảng trắng này vô, do đó cái văn bản các bạn nhìn nó kỳ. Thì theo kinh nghiệm của mình ha, có hai loại canh mà được dùng nhiều nhất, đó là canh lề trái và canh đều lề trái các bạn. Canh đều lề trái là một những cái được dùng nhiều nhất các bạn ha, bởi vì nó khiến cho chữ các bạn nó theo khuôn và nó đẹp thuận mắt. Rồi các giá trị bên dưới là gì các bạn, cái này là bạn đẩy vô, bạn tăng giá trị này lên nè. Ví dụ như ở đây mình tăng lên 20 pt thì chữ các bạn nó được đẩy vô 20 pt so với lề trái nha bạn ha. Hoặc là ở đây các bạn tăng vô ngay cái giá trị này các bạn 30 pt chẳng hạn, thì chữ của bạn nó sẽ được đẩy vô 30 pt so với lề phải. Rồi còn nếu như mà hồi nhỏ mà tụi mình viết chính tả đó, cô giáo hay yêu cầu các bạn là dòng đầu tiên này các bạn có thuộc vô một đoạn so với các dòng còn lại ha, thì ở AI cũng cung cấp cho bạn cái chức năng đó luôn, là bạn chỉnh vô cái nút thứ ba này. Ví dụ như mình chỉnh 20 pt nè các bạn, thì các bạn sẽ thấy ha, cái dòng đầu tiên của mình nó thuộc vô 20 pt, còn các dòng còn lại thì nó đứng yên, được không bạn? Rồi còn cái này là gì ha, cái này là chỉnh lên, bạn sẽ chỉnh giống như là cái paragraph ở trong Word các bạn, bạn chỉnh cái dòng này nó cách bao nhiêu so với dòng trên nha các bạn ha, và tương tự ở đây là chỉnh cách bao nhiêu so với dòng dưới, được không các bạn? Bây giờ mình sẽ có một cái khung chữ này, lấy lại này đi, để mình nói tới cái vấn đề là chữ đa âm các bạn. Các bạn chờ xíu nha, để mình lấy một cái văn bản đa âm tiếng nước ngoài. Rồi để mình lấy cái đoạn này. Ở đây ha, trong cái đoạn này là mình mới vừa copy một cái đoạn văn bản bằng tiếng Anh nha các bạn, vô trong khung chứa chữ này ha. Thì ở trong cái đoạn văn bản tiếng Anh này các bạn, nó xuất hiện hai cái lỗi các bạn. Một cái lỗi thứ nhất ha, đó là cái lỗi ngay chỗ này nè, một cái lỗi thứ hai là ngay chỗ này. Cái lỗi này người ta gọi là lỗi gì các bạn, lỗi này người ta gọi là lỗi ngắt chữ đa âm. Lỗi này không xảy ra ở tiếng Việt các bạn, hiếm lắm, trong quá trình mình làm gần như chỉ có một vài lần mình mới bị thấy ở trong tiếng Việt thôi nha các bạn ha, còn tiếng Việt thì gần như là không có, rất ít, nhưng tiếng nước Anh, tiếng Anh, tiếng Pháp rất là nhiều ha. Một lý do đơn giản là bởi vì là ngôn ngữ tiếng Việt mình là ngôn ngữ đơn âm. Ngôn ngữ đơn âm là sao các bạn, ví dụ như tên mình là Thương đúng không, bạn viết chữ Thương ra là bạn viết tới 6 ký tự lận, T H U E N G các bạn ha, Thương 6 ký tự. Nhưng khi các bạn phát âm ra, các bạn phát con âm mà Thương ha, ví dụ như là Đạt chẳng hạn đúng không, 3 ký tự chúng ta cũng phát ra có một âm là Đạt, bởi vì ngôn ngữ của mình là ngôn ngữ đơn âm các bạn. Nhưng mà giả sử như chữ quả táo, chữ Apple ở bên tiếng Anh các bạn, Apple nó 5 ký tự các bạn ha, A P P L E 5 ký tự, nhưng khi các bạn phát âm ra là các bạn phát hai âm Apple,
Như vậy với những cái ngôn ngữ nào mà một từ á, một từ mà nó có nhiều âm thì người ta sẽ gọi là ngôn ngữ đa âm. Thì tiếng Anh là một những ngôn ngữ đa âm các bạn ha, tiếng Pháp cũng là ngôn ngữ đa âm các bạn. Thì với những cái ngôn ngữ đó, khi mà các bạn dàn trang á, nó bị tình trạng gì các bạn? Đó là khi mà dàn trang chữ các bạn vô như thế này chạy, thì chạy từ đây tới đây đúng không? Nó tới ngay chỗ này các bạn, nó hết chỗ rồi các bạn. Vì thế hay nó vừa đủ cho một âm là chữ in thôi. Do đó các bạn AI tự động gạch cho các bạn một cái đường gạch ngang như vậy nè. Ha, họ ngắt cái âm đó ra và họ đưa những cái âm còn lại xuống dưới đây. Ví dụ như chữ appear chỗ này cũng vậy các bạn. Thế chữ app ha, nó tự động nó đang, cái này không phải là mình thêm vô đâu, mà cái này là AI tự động họ thêm vô các bạn. Để biết rằng cái chữ app này nè, nó sẽ đi với chữ kia bên dưới. Các bạn ha. Đó, thì như vậy các bạn vô tình cái cách mà dàn trang như vậy sẽ gây khó khăn cho những người nào mà tiếng Anh á không phải là ngôn ngữ chính của họ. Ví dụ như mình chẳng hạn, chữ appear là gì mình còn không biết nữa, bây giờ để chữ app rồi để chữ kia dưới đây làm sao mà đọc được, đúng không bạn? Hoặc là chữ invitational này nó là cái gì các bạn ha, nhiều khi viết viết trọn vẹn còn không biết nó là cái gì nữa nha. Vì thế làm cách nào để khắc phục cái lỗi nhắc đa âm này các bạn ha, thì chúng ta có một cách rất rất là đơn giản, đó là bạn tắt giùm mình cái hai phần này nè, ngay chỗ paragraph này bạn tắt nó đi. Đó, đây, khi mình mở và khi mình tắt nè. Bạn thấy không? Cái chữ invitational này ha, nó tự động khi mà bạn tắt cái này đi các bạn, thì ở đây các bạn, cái chữ nào mà âm nó không đủ các bạn, nó tự động nó nhảy lên hoặc nó nhảy xuống thành một cái dòng bên dưới, có nghĩa là chữ các bạn nó không bị tách ra, nó không bị nhắc cái âm ra. Như vậy bạn sẽ hỏi còn mấy cái chỗ trống này sẽ làm gì cô ha? Thì chỗ trống này nè các bạn thấy nè. Các bạn để ý là những cái khoảng khoảng trắng này nè. Đây, khi mà chưa ngắt đa âm và lúc mà bạn khi khi mà đang bị ngắt đa âm các bạn và lúc mà không bị ngắt đa âm, các bạn thấy nó khác nhau. Như vậy AI họ sẽ tự động họ tính toán các bạn ha, và họ họ mở rộng những cái khoảng trắng này ra để làm sao cho cái âm của bạn nó đi liền mạch với nhau. Thì như vậy các bạn, với những người nào mà ngôn tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính, có nghĩa là họ không quen với cái chữ của tiếng Anh các bạn, thì ít nhất các bạn ha, bạn đọc vô bạn còn có thể hình dung được chữ này là như thế nào. Ví dụ chữ cái chữ dash nè, appear nè các bạn ha, appear nó hiện ở đây thì bạn dễ dàng bạn đọc. Mình nhắc lại ha, cái này được gọi là lỗi nhắc đa âm, chỉ xảy ra ở những ngôn ngữ đa âm thôi, còn tiếng Việt tụi mình ít bị, nhưng hợp của các bạn là có. Bạn nào mà làm những cái hợp, ví dụ như hợp cái đánh răng á các bạn, hay chỗ thành phần á, các bạn thấy đọc cái tên nó không méo miệng luôn ha, nào là water rồi sodium vân vân, đó là những cái tên công thức hóa học, thì nó là đa âm đó, đúng không? Do đó các bạn không để ý những cái chuyện ngắt đa âm này ha, thì một lát khi sau này các bạn làm hợp á, mà hợp của các bạn có những cái công thức, những cái tên hóa học như vậy á, nó sẽ nảy sinh ra tình trạng là bị ngắt đa âm. Các bạn nhớ giùm mình ha, nhớ tắt giùm mình ngay chỗ này. Rồi, như vậy ở đây là mình đã hướng dẫn cho các bạn về cái hai cái thẻ character và paragraph nha các bạn. Rồi, có ai hỏi nữa không? Vẫn câu hỏi cũ, có ai hỏi gì không? Nếu không thì chúng ta đi qua một cái phần hấp dẫn hơn các bạn ha. Đó là mình hướng dẫn.